Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Tổng kết phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tại Hưng Yên, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trong giai đoạn 2011-2019, có gần 359.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn với tổng số tiền trên 5.600 tỷ đồng. Tổ chức dạy nghề cho gần 209.000 người, trên 579.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Ngoài ra, tỉnh còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo, trợ giúp pháp lý. Nhờ đó, số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 đã giảm hàng năm. Nếu năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo là 4,65% thì đến năm 2019 giảm xuống còn 1,9%. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích thiết thực của Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực chủ động qua nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung xây dựng tổ chức mặt trận các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, xây dựng ban công tác mặt trận ở khu dân cư đủ sức gánh vác các nhiệm vụ được giao, tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, chủ động sáng tạo đưa nội dung các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động vào thực tiễn cuộc sống. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chính sách về giảm nghèo, tăng cường huy động vận động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa giảm nghèo bền vững, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với các địa phương còn nhiều khó khăn, các nhóm đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc chung tay giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã trao huân chương lao động hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao huân chương lao động hạng ba cho các đồng chí Phạm Ngọc Huy, Nguyễn Minh Hanh, nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Trước đó, buổi sáng, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ.